Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà giá rất là rẻ. Hiện tại nếu như để mà nói về phân khúc nhà xây mới thì căn nhà này hiện tại đang rẻ nhất khu vực, giá 1 tỷ 850 triệu đồng cho một ngôi nhà 4 tầng, giấy phép xây dựng đầy đủ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Và căn nhà này thì cái diện tích nó được 30m và đây là đường ô tô, kia là căn nhà. Mời người theo em vào khám phá cụ thể cái căn nhà này với cái thông số nhà như sau: hướng nhà là hướng Tây Nam, có duy một căn và căn nhà này giá chào bán 1 tỷ 850 triệu nha quý vị. Đây, 1, 2, 3, cách 3 nhà, 1, 2, 3 nhà là ra tới đường ô tô. Còn đây thực tế đường ngõ trước nhà, như quý vị có thể nhìn thực tế thì ngõ trước nhà 2m2 và đây là căn nhà mà Ngọc Ánh muốn quay gửi tới cho quý vị với cái mặt tiền của ngôi nhà 5m4. Phần cửa chính thiết kế 2 cửa, cửa chính là thiết kế cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa gỗ kính. Và đây là cái phần phòng khách của ngôi nhà. Với căn nhà này thì giá là rẻ nhất rồi, về ở được ngay theo như hiện trạng, hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt xong hết đầy đủ, chỉ việc dọn đồ về và ở được ngay. Vị trí thì thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, gần với lại cuối đường Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài, gần với bến xe Yên Nghĩa, gần với lại trường đại học Phenica, gần với khu đô thị Đô Nghĩa. Nói chung với cái căn nhà này, nếu như để mà nói xung quanh nữa thì cứ rất là gần với chợ, trường, phường trạm, gần với trường mầm non cấp 1, cấp 2, giao thông đi lại thuận tiện, phù hợp với quý vị nào đang đi làm ở khu vực Hà Đông, một địa phận ở Hoài Đức. Rất là hợp lý luôn. Đây là cái phần phòng khách, thiết kế cho mình xong hết hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Ở phần phòng khách này thì chủ nhà có lắp cho mình một chiếc quạt trần nữa. Với cái căn nhà này ấy, mặt tiền nó rộng cho nên cái chiều dài vào ngôi nhà thì nó vuông mọi người nha. Đây là phần phòng bếp của ngôi nhà. Với cái phần mặt tiền hơn 5m thì cái chiều dài vào trong ngôi nhà này nó chỉ được tầm 6m thôi mọi người ạ, 6m thôi. Nên nhà nó vuông, cũng rất là thoáng. Hướng nhà, Ngọc Ánh xin nhắc lại, nó là hướng Tây Nam. Giá chào bán 1 tỷ 850 triệu đồng. Kia là phần phòng khách, đây là phần phòng bếp. Nói chung thiết kế tối ưu công năng sử dụng, chứ không được hẳn là một phòng bếp riêng, một phòng khách riêng như một số căn nhà mà Ngọc Ánh quay. Đấy, căn nhà này có như thế nào thì quay và review cho quý vị theo hiện trạng. Đây là cái phần phòng bếp của ngôi nhà. Toàn bộ tủ bếp thì đã thiết kế là gỗ tự nhiên, xung quanh bếp thì là ốp đá, ốp gạch, và phần mặt bếp thì ốp đá granite màu đen. Tủ bếp rồi là phụ kiện đều lắp đặt đầy đủ hết rồi, hồ sơ điện nước xong hết. Căn này quý vị chỉ việc xách vali về và ở được ngay. Ngoài cái phần phòng khách, phòng bếp thì đây, ở đây còn một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này đáp ứng cho quý vị công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1, bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà này thôi. Bởi vì cái căn nhà này nó quá là rẻ so với cái địa phận quận Hà Đông rồi, cho nên cái vị trí đi lại thì Ngọc Ánh sẽ chia sẻ luôn, căn nhà này là nó nằm ở ngoài D, cụ thể thì nó thuộc tổ 14 quý vị nha. Chứ ở trong D thì không có cái giá bán như thế này. Và cũng thực tế luôn là nếu như để mà nói ở phường Yên Nghĩa thì căn nhà này là rẻ nhất tính đến thời điểm hiện tại rồi. Mời người theo em nên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà, tầng 2, tầng 3 và tầng 4, xem căn nhà 1 tỷ 850 triệu thiết kế tối ưu công năng ra sao. Đây là phần tầng 2 của ngôi nhà. Tầng 2 của ngôi nhà thiết kế một phòng ngủ siêu rộng và một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài. Đây là phần phòng ngủ nha mọi người. Đây, thiết kế cho quý vị đầy đủ công năng. Cửa sổ thông thoáng, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa. Với tầng 2 ấy, thì chủ tầng 2, tầng 3 và tầng 4 thì chủ nhà không thiết kế hệ thống trần thạch cao, chỉ thiết kế trần thường đơn giản như thế này thôi nha mọi người. Đó. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60 vân đá. Phòng thì rất là rộng, vuông đét luôn để quý vị dễ dàng kê đồ nội thất. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Phòng ngủ rất là rộng luôn mọi người ạ. Đấy. Với cái phòng ngủ này diện tích nó phải tầm được khoảng tầm 20m2. Và đây là phần phòng vệ sinh ở phía tầng 2. Phòng vệ sinh này đáp ứng cho quý vị bồn cầu, đấy, quạt hút mùi, hệ thống sen tắm, lavabo. Và đây là cái phần cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đó. Mời theo em lên tiếp theo tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2, cũng một phòng ngủ, một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài. Với cái phòng ngủ tầng 3 này cũng vậy,
thiết kế giống hệt như tầng 2. Như vậy, lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà này đã có 2 phòng ngủ lớn rồi. Đấy, quý vị ạ. 2 phòng ngủ lớn siêu rộng. Để giường, tủ, bàn, phấn, nội thất trang trí rất là hợp lý, bởi vì nó vuông, nó không chéo, cho nên là kê đồ nội thất vào nó rất là đẹp nha quý vị. Quan trọng nhất đó là cái giá bán. Bởi vì cái giá bán này thực tế tính đến hiện tại ở quận Hà Đông, ngoài phường Biên Giang ra thì phường Yên Nghĩa là rẻ nhất. Thì nếu như để mà nói, Ngọc Ánh đã chia sẻ rồi, 1 tỷ 850 triệu cho một căn nhà này thì phải nói thật là nó rẻ, rẻ thật rồi, rẻ nhất rồi. Đó, vào đây. Đây là phần phòng vệ sinh ở phía tầng 3. Đây nha quý vị. Đấy. Đầy đủ cho quý vị 4 cầu. Nói chung là cái đáp ứng công năng sử dụng theo từng tầng. Thiết bị vệ sinh thì thiết kế là thương hiệu Linac thôi. Nó là hàng tầm trung trung thôi, nó không phải hàng cao cấp. Tuy nhiên thì về cái độ bền ấy thì nó cũng tầm được 5 đến 7 năm sử dụng mọi người ạ. Sau đến 5 7 năm thì quý vị có thể dùng mẫu mã khác mới hơn. Và bây giờ xin mời mọi người theo em lên tầng cuối cùng, tầng 4 của ngôi nhà nhé. Và đây là phía tầng 4 của ngôi nhà. Với tầng 4 của ngôi nhà thì ở đây thiết kế cho mình một ô dính trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Và tầng 4 thì thiết kế như sau. Thêm một cho mình một phòng ngủ nữa. Cái phòng này thì quý vị, cái này là tùy công năng sử dụng. Quý vị có thể làm phòng thờ, quý vị có thể làm phòng làm việc. Mục đích sử dụng của mỗi gia đình là khác nhau. Như vậy, tầng 2 một phòng, tầng 3 một phòng, tầng 4 riêng một phòng. Và đây là phần sân phơi. Đây nha mọi người, phần sân phơi. Thiết kế rất là hợp lý. Với quý vị nào đang có một cái thửa đất 30m² mà chưa biết thiết kế ra sao cho nó tối ưu công năng sử dụng, sợ diện tích nó bé thì có thể cái tham khảo cái mẫu nhà như thế này. Đấy, sân phơi đầy đủ nhá. Đó, khá là rộng. Với giá bán 1 tỷ 850 triệu cho một ngôi nhà 30m xây 4 tầng về ở được ngay. Quý vị muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về căn nhà này, vui lòng liên hệ trực tiếp với lại nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. 0933 hóa 0888 041 444 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.